chào quý vị nhá. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay Bùi Khiển tôi đi quay lễ hội bắt cá ở xã Lỗ Sơn quý vị nhá. Đấy. Thì tôi đang trên đường đi đến chỗ bắt cá xã Lỗ Sơn rồi. Quý vị cùng xem nhá. Đấy, đông vui lắm quý vị. Rồi, chào chị nhá. Chào bác. Chim bà đáng đánh cá chưa? Bắt đầu xuống hồ nhé quý vị nhá. Cảm ơn cháu. Biết rồi, nhìn thấy là biết mà. Mít thu á, có nhiều máy to quá còn này. Hả? À, tí nữa nhé. Đấy, cá to lắm quý vị ạ. Nhưng mà thầy đã về mai bắt đầu sớm quá, tám giờ giải ngân
Cá đi hết chứ còn à? Ông nào bay bay, bay đi bay chục tháng đâu? Bác bán quả ra đây. Bác ơi, con luôn cái máy bay kia xuống luôn luôn. Luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đến năm rồi mấy tỉnh rồi. Thank you.
Thank you.
người làm. Đây là con rúi nha quý vị nhá. Đây là đặc sản đấy. Con rúi rừng nè bác. Đây là rúi đấy. Cả cha đi đã nửa khang ra ồn hơi nghe linh cặp ồn chờ mà la ngự công hay ồn ơi gặp ồn na chín na đòn na chín na cháu e nhà thương nhờ cha tự ra hôm nay ngày hội